đổ rác thì anh chị Loan trả tiền rác còn nhiều hơn nữa nhưng mà không đổ. Nó tiền bồi dưỡng, tao không cho tiền bồi dưỡng là nó không có đổ. Nó là có ý định. Lâu lâu ở nhà người ta có tiền, người ta vẫn trả tiền cho nó, người ta cho nó tiền bồi dưỡng chứ không phải không cho nó đâu. Là bên rác đây mấy anh đổ rác đây có ý định vòi vĩnh rồi. Là không được rồi. Rác đây không có nhiều hả cô chú? Không có nhiều đâu. Không có nhiều nha, chỉ có như thế này nè. Nhưng mà hả? Bốc con bịch vừa lại luôn nè. Đúng con bịch luôn. Ba bịch bốc đúng bịch. Cái này á thì thực sự mà nói á là nó không bên đổ rác với lại nó với lại sợ bạc là nó sẽ không đổ nha. Thì mình cho nó tiền nó mới đổ. Không, nhưng mà cái bịch rác này tại sao nó không lấy? Cái đó là cũng được. Cái đổ rác rồi, cái rác người ta bao nhiêu là phải đổ hết thì người ta là phải đổ hết thì sao bị chừa lại. Nhưng mà cho hơn nữa đúng không chị? Cho nhiều hơn nữa. Tháng nào cũng lại thu nhiều hết trơn á đó. Ấy là có cho bồi dưỡng rồi đó mà còn vậy đó ha. Nó đã đổ rác, nó đã ăn tiền người ta rồi phải đổ cho người ta chứ tại sao lại chừa lại? Còn kia là bồi dưỡng tiền mới chịu đổ. Đâu, mấy anh đổ rác hồi nãy hả? Đó, thì xe rác nãy đó tới không được rồi. Đúng rồi. Ở đây cái niệm này là của cái bao rác nhỏ xíu. Để bóc có cái bao nhỏ, bao bự, nó bự quá, không bóc luôn. Trong đó chỉ là rác sinh hoạt bình thường thôi mà. Thì đúng rồi. Đâu phải là sào bằng cát đá gì đâu mà mấy anh này không đổ là bậy rồi. Thấy không nên rồi đó. Đúng là cái này là bao rác mà, rác không à. Phải như cát đá sào bằng thì không nói. Rác sinh hoạt nhà người ta nó ăn tiền thấy mà nó phải đổ cho người ta. Cái đúng nó nhiều rồi. Cái gì hết trơn á đó. Thôi giờ cứ đổ lần lấy một xíu à, cái chừa lại vậy á, cứ còn muốn ăn tiền nữa. Thì đó vào tiền luôn, nói là hả ba bồi dưỡng mới đổ. Nói bao nhiêu nói đây là đi mấy tháng như đó. Không, tháng là chị bên nhà chị Lan đã trả cho nhiều hơn rồi nhưng mà hả cứ có thêm thì là cũng ngồi thêm vậy. Kiếm người khác lại đổ nhà mình cứ để như vậy rất là hôi thối rồi. Hàng xóm đến xóm mà tháng nào cũng lại lấy tiền đầy đủ hết trơn á đó mà chịu đổ cho người ta đã cho hàng xóm cho tổ dân phố người ta nói mình không chị cũng tôi nói với bạn tiền gần quá hai vợ chồng nhà này ngủ quá. Cái này phải ý kiến với lại cái người thu tiền đúng không đó chị? Mà sao đổ mà sao cái bà mà lại thu tiền cũng có đưa đâu. Trời, đó. Cái nãy nè hai bịch gác mà bịch theo như được biết á là sào bằng cát đá gì đó thì nó còn có thể biết ăn tiền đấy chị, biết ăn tiền. Ba tiếng là đổ rác là phải không bồi dưỡng, không bồi dưỡng là không có đổ. Không nhớ nhà nào cũng vậy trời, cái tiền mình đánh đóng rồi chứ đâu có phải là mình không đóng. Đâu mà nó chống chọi người ta, nó lấy tiền hàng tháng nó phải có trách nhiệm đổ. Hàng tháng một tháng là 150 tiền rác ở trong kia không có 100 ngàn. Mà ra đây mình thu mình 150 mà không đổ rác cho mình. À. Có một cái này là bịch quát rác sinh hoạt. Cùng đâu. Cả bông rồi nè, hộp cơm rồi tất cả các. Ví dụ nhà người ta có tiền à, ngày đó người ta có tiền lại đổ rác người ta vẫn bồi dưỡng cho chứ phải không cho đâu mà vẫn không chịu đổ cho người ta. Nhiều khi á thấy cho hoài cái đó làm tiền. Cùng đâu. Nhưng mà nếu cho một lần là sao nó sẽ đòi nữa nha chị. Nó mấy loại không đổ là phải hướng người đi đổ mấy trăm ngàn nữa đó. Chính vì nó không đổ rồi nè đó. Bây giờ nè nước tùm lum tùm la nè, hôi thối nè, làm sao mà gia đình người ta buôn quán làm ăn gì cho được. Thấy đâu có nhiều đâu. Này nó giống như là hả cái bao mà hả để vậy cái nó bự quá không lấy, lấy bao nhỏ. Đúng màu nhỏ luôn anh. Chờ bao bự lại. Chưa hay là có thể nào mà bự quá nó không chịu lấy. Không có. Bự đâu. Hồi nãy nè, hồi nãy là hả thấy có bao nhỏ bao bự nè, bao nhỏ lấy để bao bự. Hồi nãy là nó lại nó xách một cái bịch tí xíu. Nè, ở như cái bịch này nè. Mà cái bao này nó không có bự gì nha. Ừ. Nó có thể quăng lên được. Mà làm rất là gọn bồi dưỡng. Không hồi nãy cũng nói mình nói là bồi chị Thảo đi mua hoa về quá trời kỳ cục không vậy chứ có nói đổi nhiều lấy ghét mới vậy chứ vậy sao được muốn trả tiền đàng hoàng đâu phải không trả đâu mà trả cao trả 150 nữa chứ đâu phải một nè mà anh em thấy ông đó đây nè 80 mà hả tháng có 80 mà trả 150 trước giờ đâu trước giờ nó ra nè nó hôi thối nè gương hết rồi nó hôi vậy nó ảnh hưởng cho hàng xóm nè ảnh hưởng hàng xóm là mình buôn bán nữa nè.
mà sắc, cái này là rác này, rác sinh hoạt. Nó sắc cái bịch có chút xíu vậy nè, phải nói này nó sắc cái bịch có chút xíu vậy nè, phải nói này nó sắc cái bịch có chút xíu vậy nè, phải nói này nó sắc cái bịch có chút xíu vậy nè, phải nói này nó sắc cái bịch có chút xíu vậy nè, phải nói này nói trắng trợn luôn hả? Nhưng mà chị nói với nó nói sao chị? Chị chửi nói, nó nói sao? Nó nói là hả, không có biết điều, biết là sống nơi gì, cái gì cũng biết nhưng mà không biết điều. Trời, nó nói chị vậy luôn. À, nói cái gì cũng biết nhưng mà không biết điều, biết điều thì mới đổ, không biết điều mới đổ. À, rác đó thường là một tháng là trả bao nhiêu? Một tháng là 150. Bình thường á, thu dài người dân 150. Ở trong này là có 100. À. Vậy sao nãy chị không nói với nó mày không biết điều sao? Biết điều là 150 còn đổi gì nữa? Nó mời thêm. Đổi thêm nữa hả? Ừ. Ý là nó nói là nó muốn đổ hai này là mình phải bồi dưỡng riêng cho nó. Hôm bữa bà vợ nó cũng nói vậy đó. Mấy anh này mà đổ nhiều rác thì phải bồi dưỡng thêm. Vậy là biết điều, nó không biết điều rồi sẽ không gặp nhiều điều may mắn đâu. Thì là bữa nay là nó không biết điều chứ phải mình không biết. Đúng rồi, nó không biết điều. Nó về đổi người mới đi chị ơi. Thôi mình đổi đi, đổi chỗ không mà không nó đi khu vực, mà nó đi khu vực không đổi được đâu. Đồ rác với lại mà lúc mà có đám tiệc là nó làm tại khu vực này là rác bình thường thôi mà nó phải... như là bên của chị là khu vực khác, còn ở bên này là khu vực khác nha, hai bên là khác nhau, cho nên là bây giờ á chị phải kiếm cái người mà lại lấy tiền rác hàng tháng á, chị nói với nó buộc nó phải đổ. Còn không á thì cứ kêu bên tổ trưởng ra nói chuyện với lại bên chỗ rác. Không thì phường không có, không thể nào nói mình được, tại vì để rác đó mà nó không chịu đổ hôi thối thì phường không thể nói được. Còn ở bên phường 1, ở bên cái mé bên kia, bên số chẵn là cái mé khác thu rác, còn bên mình số lẻ bên này là cái mé khác nữa, cho nên là bây giờ chị kiếm tổ trưởng ở bên mình á kêu ra nói tại sao trả tiền cho nó không lấy mà nó còn đòi tiền tôi nữa. Có số tổ trưởng không đây? Đây cái nhà nhiều cô chú anh chị thì nói rằng là cái chỗ này là không nên, tại vì nó ngay cái trung tâm trước cửa nhà luôn, cửa nhà nên mình cần phải xử lý triệt để. Đây ra đây đấy, nhà chị Hồng Loan thì sao cái thấy cái niệm này lâu lắm rồi mà anh không lấy ta, hình như là lâu lắm rồi đó mà mấy anh chơi anh không lấy cái niệm này hả? Cái niệm này mới có quyền này là thấy là nhiều lần lắm rồi đó, nhiều ngày lắm rồi đó. Của ai đem tới? Của ai bỏ vô hả? Không biết nữa, nói chung là hình như là hả ai để tới rồi bên kỳ kỳ gì giờ mình phải dán cái bảng là rác nhà ai nó để chứ? Nó sao để rác nhà người ta kỳ vậy? Phải bỏ tiền thì đỡ mấy ha? Thôi nói rác không chịu đổ luôn kìa. Bỏ sao kỳ vậy? Thôi. Người nhà kêu đổ nó không đổ sao? Ghê quá. Ồ. Đổ rác mà không chịu đổ gì vậy? Cái này cũng là rác. Rác không chịu đổ luôn hả chị? Tôi thấy người ta cũng trả tiền, trả rồi. Tiền nhiều hơn mà không đổ rác cho người ta, còn nói chuyện ngang nữa chứ. Bỏ sao kỳ chị? Đó thì đó, nó chừa lại nè, nó đổ mấy kia nó chừa. Đổ rác cho nó tiền bồi dưỡng, còn không cho nó tiền bồi dưỡng nó không đổ. Kỳ coi vậy. Mà một tháng là trả hết 150 tiền rác đó, ở nhà người ta không có biết, nghe có 100 ngàn à. Mấy anh này là kỳ coi vậy.